Ôi thầy, thầy đằng sau, bình tĩnh. Bình tĩnh, đuổi lên góc ấy, cho nó chết cái góc. Ôi, thư ký ơi. Thư ký ơi. Nhanh, thầy canh nó. Thầy canh nó rồi. Lên nhanh. Không cứ ra ngoài luôn. Nhanh, thư ký ơi. Thư ký ơi. Thư ký ơi. Thầy đang canh chết rồi. Thư ký ơi, đâu rồi? Thư ký đâu nhỉ? Hiếu gõ đi. Nhi lỏ à? Thôi, cho mấy đứa lên lẽ á. Nhi lỏ. Quất đó. Ui ôi, thằng Hiếu. Cho thư ký quất thì thằng Hiếu lại quất bây giờ. Lên muộn quá. Mấy đứa lên lẽ chết bây giờ.